Biệt sử Toán Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhà Trần được biết đến là triều đại rực rỡ với chiến công 3 lần đánh bại giặc Mông Nguyên. Chiến công đó đã ghi dấu ấn rõ nét của những vị vua tài giỏi và vị tướng tài ba. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngoài những ông vua tài ba, sử sách cũng đã ghi nhận một vị vua đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn của đại tướng quân trung thành với mình, thậm chí còn hạ nhục bằng cách bắt mặc áo đàn bà. Kết quả là vị vua Trần này đã phải nhận lấy kết cục hết sức thê thảm giữa chiến trường. Vậy đó là ông vua nào? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vua bỏ mạng vì khinh địch, sỉ nhục đại tướng. Trần Duệ Tông, tên thật là Trần Kính, còn có tên khác là Trần Canh, sinh ngày 2 tháng 6 năm Đinh Sửu năm 1337, là con trai thứ 11 của Trần Minh Tông, mẹ là Đôn Từ Hoàng Phi Lê Thị Khắc Viện. Ngày 9 tháng 11 năm Nhâm Tý 1372, ông được anh trai là vua Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho trở thành hoàng đế thứ 10 của triều Trần. Bấy giờ, bên trong thì triều chính suy yếu, xã hội bất ổn. Bên ngoài thì ở phía Bắc, triều Minh lăm le xâm lấn, phía Nam thì Chiêm Thành liên tục quấy nhiễu. Trong bối cảnh đó, Trần Duệ Tông đã ban hành nhiều chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vực dậy sức mạnh của vương triều. Một trong những sách lược mà vua chủ trương đó là tăng cường sức mạnh của quân đội bằng việc tuyển quân, luyện tập võ nghệ, sửa đóng chiến thuyền, tích trữ lương thảo, muốn dùng binh lực áp chế Chiêm Thành mãi mãi để rảnh lo đối phó với phương Bắc. Nhưng không ngờ đó lại là tai họa không chỉ với bản thân ông mà còn khiến triều đại nhà Trần tiến gần đến bờ diệt vong. Trước khi vua xuất quân, Hoàng Phi Nguyễn Bích Châu đã dâng biểu cho rằng không nên dùng vũ lực mà xin nghỉ binh cho dân chúng được yên hàn, trị cái rắn nên dùng cái mềm, lấy đức để thu phục người phương xa như vua Hạ Vũ, chỉ gầy đàn mà chẵn một tháng dợ, hồ quy phục. Đó là thượng sách, theo truyền kỳ Tân Phả. Nhiều đại thần văn võ, tiêu biểu nhất là quan ngự sử Trung Tán Lê Tích và ngự sử đại phu Trường Đỗ, ba lần lên tiếng can ngăn, nhưng Trần Duệ Tông không nghe, nhất quyết thân chinh đi đánh. Lại nghe theo lời sam tấu của Hành Khiển Đỗ Tử Bình, nói rằng Chiêm Thành vô lễ, cần phải diệt trừ. Tháng 12 năm Bính Thìn năm 1376, Trần Duệ Tông dẫn 12 vạn quân ra trận. Đến tháng Giêng năm Đinh Tị năm 1377, khi đến cửa biển Thị Nại, nay thuộc Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thì đóng cửa ở động Ỉ Mạng. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga cho người đến vờ xin hàng, Trần Duệ Tông liền thúc quân tiến vào kinh đô Trà Bàn. Thấy vua quá chủ quan khinh địch, đại tướng Đỗ Lễ can rằng, nó đã chịu hàng là muốn bảo toàn đất nước làm đầu, quan quân vào sâu đánh phá thành giặc là việc bất đắc dĩ. Xin hãy sai một biện sĩ cầm mảnh thư đến hỏi tội để xem tình hình hư thực của giặc, như kế sách của Hàn Tín phá nước Yên ngày trước, không phải khó nhọc mà thành công. Cổ nhân có nói, lòng giặc khó lường, thần xin bệ hạ hãy xét kỹ lại. Vua nói, ta mình mặc giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi, vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu với ta, ấy là trời giúp cho ta đó. Huống chi, nay chúa giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ đánh nhau. Cổ nhân nói, dùng binh quý thần tốc. Nay nếu dừng lại không tiến thì thực là trời cho mà không lấy. Để nó lại có mưu khác thì hối sao kịp, người chính là hạng đàn bà. Rồi sai lấy áo đàn bà mặc cho Lễ. Quân lính bèn nối gót nhau như sâu cá mà đi. Cánh quân đi trước và cánh quân ở sau hoàn toàn cách biệt. Giặc thừa thế xông ra đánh chặn, Đại Việt sử ký toàn thư. Bị phục binh quân Chiêm vây hãn, Trần Duệ Tông và nhiều quan tướng bị chết trong đám loạn quân. Hôm đó là ngày 24 tháng 1 năm Đinh Tị 1377. Sách Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca có câu rằng, Duệ Tông hăm hở phục thù, đánh Chiêm nào quản chi khu dậm trường. Khinh mình vào động Kim Mang, tinh kỳ tàn ác gió sương mịt mù. Đánh giá về Trần Duệ Tông, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, vua là người ương bướng, tự theo ý mình, không nghe lời can, khinh thường quân giặc, nên tai vạ đến mình chứ không phải là bất hạnh. Còn sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên thì bình rằng, việc thích dùng binh, coi thường địch, chống lại lời can, làm theo điều sai trái, nhận sự đầu hàng nhưng không xét tình hình, và nơi hiểm yếu mà không phòng bị thăm dò nghiêm ngặt, thúc ngựa nơi hiểm trở gập ghềnh. Quân đi liên tiếp như sâu cá, cuối cùng sa vào mưu lừa dối của địch, không ai cứu khi bị đánh cắt ngang, bao quân sụp đổ, xe vua phải chờ sát về,
để lại sự chê cười ở Dở Man, không nói được gì với Trung Quốc. Sự thất bại ở Ỷ Mang há chẳng phải là tự mình chuốc lấy đó sao? Tướng Đỗ Lễ là ai? Lại nói về Đỗ Lễ, vị đại tướng bị vua Trần bắt phải mặc váy áo đàn bà để làm nhục. Sử sách không cho biết về thân thế của ông. Tuy nhiên, theo nguồn sử liệu dân gian, chúng ta biết thêm một số thông tin về ông. Trong bản Tông Phả Họ Đỗ do Hoàng Giáp Đỗ Thiện Chính biên soạn vào đời vua Lê Thần Tông, triều Lê Trung Hưng cho biết, Đỗ Lễ thuộc dòng họ Đỗ, quê gốc ở thôn Bồng Trung, xã Đồng Biện, nay là xã Vĩnh Tân, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là dòng họ có nhiều người làm quan văn tướng võ dưới triều Lý, triều Trần. Đỗ Lễ từ nhỏ đã là người có sức khỏe, khi trưởng thành có tiếng là giỏi võ nghệ, ham thích binh thư, rất dũng lược. Theo lệ tuyển binh của triều Trần, Đỗ Lễ tham gia quân đội, nhờ tài năng mà dần dần được thăng lên làm tướng quân. Ít ai biết rằng, Đỗ Lễ là một trong những người có công lớn trong việc dẹp loạn Dương Nhật Lễ vào tháng 11 năm Canh Tuất năm 1370, giành lại ngai vàng cho họ Trần. Trong sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên có đoạn cho biết như sau. Xét thấy ngoại kỳ chép, trước đây Duệ Tông khởi nghĩa giết Nhật Lễ, có quan văn là Trần Thâm tính kế hoạch, có quan võ là Đỗ Lễ điều quân. Khi đã vào thành, Nhật Lễ vẫn cầm quân đánh lại, trách Duệ Tông là làm trái chiếu chỉ của Thái Hậu. Duệ Tông tức giận chỉ huy các quân, hỏa pháo đều bắn ra, kinh thành lửa sáng rực trời. Nhật Lễ từ cửa Thanh Dương trốn ra, Duệ Tông bắt được. Nhờ có nhiều công trong việc dẹp loạn này mà Đỗ Lễ được triều đình thăng lên đến chức đại tướng quân. Trong cuộc Nam chinh cuối năm Bính Thìn 1376, đầu năm Đinh Tị 1377, do Trần Duệ Tông chủ trương, thấy vua coi thường đối phương, Đỗ Lễ đã cẩn trọng khuyên vua đề phòng. Nhưng vua không nghe, còn chê ông là nhút nhát, bắt phải mặt áo đàn bà để sỉ nhục. Sử chép rằng vì mắc mưu trá hàng của quân Chiêm, quân Trần bị thua to. Giờ Tị khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ trưa, quan quân tàn vỡ, vua bị hãm trong trận mà chết, bọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, Hành Khiển Phạm Huyền Linh đều chết cả. Đại Việt Sử Ký Tuần Thư. Theo giả sử, vua Trần Duệ Tông bị trúng tên tử trận, bấy giờ đại tướng Đỗ Lễ cầm cây thương khúc ngựa xông lên đánh với vua Chiêm là Chế Bồng Nga để cho đội ngựa binh cướp xác vua rút lui. Quân Trần bấy giờ hoàn toàn tan vỡ, không còn ra một đội hình nào cả, nên Đỗ Lễ sức cùng lực kiệt bị quân Chiêm xúm lại dùng giáo đâm xối xả, khiến vị đại tướng cả người cả ngựa gục xuống trên chiến trường. Khi viết về sự kiện bi thương này của vua quan nhà Trần, tác giả sách Việt Sử Giai Thoại có lời bàn rằng, đánh giặc cũng như đánh cờ, có khi trước phải tạm nhường mấy nước, miễn sau cùng giành phần thắng thì thôi. Đại tướng Đỗ Lễ cẩn trọng, ấy cũng là phép sử thường của kẻ quen xông pha trận mạc. Duệ Tông bất chấp lời cát ngăn, lại còn coi khinh mà hạ nhục, bắt đại tướng phải mặc áo đàn bà trước mặt bao quân, chủ quan háo thắng mà vô mưu đến thế, bảo không thảm bại làm sao được. Cổ nhân dạy rằng, dụng binh mà khinh tướng, ấy là nguy. Duệ Tông hạ nhục đại tướng Đỗ Lễ, có biết đâu là đã tự hạ nhục mình. Mà xem ra, cái nhục của Duệ Tông mới thực là nỗi nhục lớn hơn cả. Quý vị thân mến, có thể khẳng định câu chuyện về vua Trần Duệ Tông là một bài học sâu sắc dành cho hậu thế. Và trái ngược lại với vua Trần Duệ Tông, nhà Trần đã ghi nhận rất nhiều vị tướng tài giỏi, nổi bật trong số đó chính là vị tướng Trần Nguyên Đán. Bằng tài năng của mình, vị tướng tài giỏi này đã giữ lấy cơ nghiệp nhà Trần trước bờ vực suy vong. Vậy ông đã cứu lấy cơ đồ nhà Trần như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Sau giai đoạn phát triển rực rỡ với 3 lần đại phá quân Nguyên, đến thời vua Dụ Tông thì nhà Trần bước vào thời đoạn suy. Trong số các tổn thất nhà Trần thì nổi bật có Trần Nguyên Đán là người tài năng, minh trí. Dòng dõi Trần Quang Khải. Trần Nguyên Đán sinh năm 1325 ở Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông là dòng dõi Hoàng Thần Quốc Thích nhà Trần, tổ bốn đời là Trương Minh Vương Trần Quang Khải, con vua Trần Thái Tông. Ông nội là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, học giỏi nổi tiếng, 14 tuổi đã đỗ bằng nhãn. Thân phụ ông là Uy Túc Công Trần Văn Bích, giữ chức nhập nội Thái Bảo. Cuốn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có chép rằng, Quang Khải lúc làm tướng võ, lúc làm tướng văn, giúp vượng nghiệp nhà Trần, uy danh ngang với Quốc Tuấn. Khi mất, hưởng thọ 54 tuổi, có sáng tác tập thơ Lạc Đạo lưu hành ở đời. Con cháu Văn Túc Vương Đạo Tái cũng có tiếng là người văn hay, cháu là Uy Túc Hầu Văn Bích, từng làm quan đến Thái Bảo. Chắc là Trương Túc Hầu Nguyên Đán, danh vọng cũng lừng lẫy.
Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì chép rằng Quang Khải ham học hay thơ, có lạc đạo tập lưu hành ở đời. Con ông là Văn Túc Vương Đạo Thái, cũng nổi tiếng về văn học thời đó, được Thượng Hoàng yêu ái hơn các em thúc bá khác. Cháu Quang Khải là Uy Túc Công Văn Bích, làm Thái Bảo thời Minh Tông, chắc là Trương Túc Quốc Thượng Hầu Nguyên Đán, là Tư Đồ đời Nghệ Tông cũng có danh tiếng. Thuở nhỏ, Trần Nguyên Đán đã nổi tiếng học giỏi đĩnh ngộ, là dòng dõi tôn thất nên được làm quan từ lúc còn rất trẻ. Yêu thích đạo gia, thông tỏ thiên văn, tử vi. Trần Nguyên Đán rất thích tìm hiểu đạo gia, ông am hiểu tử vi được truyền từ thời Huệ Túc Phu Nhân. Ông cũng là người thông tỏ thiên văn, cùng với Đặng Lộ là một trong những người đặt nền móng sơ khai đầu tiên cho ngành thiên văn học Việt Nam. Tác phẩm Bách Thế Thông Kỳ Thư của Trần Nguyên Đán ghi chép những nghiên cứu về thiên văn, chuyển động của các hành tinh, cũng như các hiện tượng thiên văn dẫn đến những biến hóa của nhân loại từ cổ đại đến tận thời nhà Trần. Tiếc rằng sau khi quân Minh đánh bại nhà Hồ đã hủy mất quyển sách quý giá này. Sách Nam Ông Mộng Lục của Hồ Nguyên Chừng có viết rằng ông thông hiểu lịch pháp, thường xem sách thông kỷ trăm đời, ngược lên khảo đến Giáp Thìn Vua Nghiêu, Vua Thuấn xuống đến nhà Tống, nhà Nguyên, vạch ra vận hành tiền độ của mặt trăng, mặt trời, giao dung so với thời xưa rất phù hợp. Ông tự đặt hiệu cho mình là Băng Hồ Tử, mà ý nghĩa là người có tấm lòng trắng như tuyết. Ông làm quan đến Ngự Sử Đại Phu, là chức quan chuyên can gián vua, cố gắng giữ vững nhà Trần. Vua Dụ Tông chỉ ham ăn chơi, không lo lắng cho xã tắc, cũng không có con nối dõi. Năm 1368, vua Dụ Tông mất, cháu là Trần Nhật Lễ lên ngôi. Đây là con của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục. Về xuất thân của Trần Nhật Lễ, trong lịch sử ghi chép rằng khi Trần Nguyên Dục lấy mẹ của Nhật Lễ thì bà đang mang thai với người họ Dương và sau này sinh ra Nhật Lễ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép như sau. Nhật Lễ là con người Phường Trèo tên là Dương Khương. Mẹ của Nhật Lễ hiệu là Vương Mẫu. Khi ra làm trò có bản tuồng, Vương Mẫu hiến bản đào. Mẹ Nhật Lễ đóng vai Vương Mẫu cho nên gọi thế. Đương có thai, dục hàm sắc đẹp lấy làm vợ. Ngày vua, vì không có con, xuống chiếu đón Nhật Lễ vào nối đại thống. Ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Dậu, Hiến Từ Hoàng Thái Hậu sai người đón Nhật Lễ lên ngôi. Trong triều đình, hầu như không ai đồng ý Nhật Lễ lên ngôi vì không phải con ruột của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục. Tuy nhiên, Hiến Từ Thái Hậu lại muốn thực hiện theo đúng ý của vua Dụ Tông. Sau khi lên ngôi vua, Trần Nhật Lễ rượu chè bê tha, ham chơi bỏ bê triều chính. Không chỉ thế, Nhật Lễ còn muốn lấy lại họ Dương, gọi là Dương Nhật Lễ, khiến nhà Trần nguy cơ bị mất. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có ghi chép rằng Nhật Lễ ngày ngày rượu chè, dâm dật, chăm sự chơi bời, hay bày ra các trò tạp kỹ, thân cận xuồng xã với lũ tiểu nhân, muốn đổi lại họ là Dương. Người tôn thất và các quan đều thất vọng. Trần Nguyên Đán đã nhiều lần khuyên can Nhật Lễ, gửi cả tấu trình, nhưng Nhật Lễ đều không đoái hoài. Biết nếu tiếp tục nhà Trần sẽ mất, Trần Nguyên Đán liền tư quan giúp cung định đại vương Trần Phủ, tức vua Trần Nghệ Tông sau này tập hợp lực lượng. Thái hậu Hiến Từ rất hối hận vì đã để Nhật Lễ lên ngôi vua, nên tìm cách thay người khác. Biết chuyện, Nhật Lễ bèn hạ độc giết chết Thái hậu ở trong cung. Đến lúc này, các tôn thất nhà Trần không thể ngồi yên. Tháng 9 âm lịch năm 1370, một số hoàng thân làm cuộc binh biến lật đổ Nhật Lễ nhưng bất thành. Nhật Lễ đưa quân đi truy bắt phản loạn ở nhà Trần khắp nơi. Nhiều hoàng thân bị xử tử khiến người người sợ hãi. Trần Phủ lúc này có con gái được làm hoàng hậu nên có ý không tham gia, nhưng được Trần Nguyên Đán cùng Thiên Ninh công chúa, con vua Minh Tông thuyết phục nên đồng ý tiếp tục xây dựng lực lượng. Cuối cùng, Trần Nguyên Đán cùng Thiên Ninh công chúa tập hợp các hoàng thân nhà Trần thành một khối thống nhất. Tháng 11 âm lịch năm 1370, quân của các tôn thất nhà Trần đánh vào kinh thành, bắt được Nhật Lễ, đưa cung định vương Trần Phủ lên ngôi vua, hiệu là Nghệ Tông. Nhà Trần đã có người chính thống kế vị, công chúa Thiên Ninh không mang danh lợi về thái ấp của mình. Trần Nguyên Đán lập công lớn, được phong làm tư đồ phụ chính, tương đương với tể tướng. Đến đời vua Duệ Tông, ông được ban tước Trương Túc Quốc Thượng Hầu. Trong bối cảnh nhà Trần đang suy sụp, loạn lạc xảy ra, Trần Nguyên Đán đã cố gắng chống giữ cho cơ nghiệp nhà Trần. Nguyễn Trãi đã mô tả rằng, vững tay lái trong cơn sóng gió, chống nhà siêu giữa lúc phong ba. Chỉ trong ít năm mà trong nước bình trị, người trong nước đều khen là hiền tướng, từ đứa trẻ thơ đến người lính tốt cũng đều biết tiếng.
tháng 1 năm 1377, quân nhà Trần tiến đến cửa thi nại của Chiêm Thành, lên đến Thạch Kiều, chuẩn bị tiến vào kinh thành đổ bàn nước Chiêm. Mặc dù đại tướng Đỗ Lễ cản ngăn thế nào, vua Trần Duyệt Tông cũng không nghe và muốn tiến quân ngay. Thế nhưng ít ai ngờ rằng giặc đã thừa thế xông ra đánh chặn, kết quả là quân Đại Việt tan vỡ, vua Trần Duyệt Tông bị hãm trong trận mà chết. Có thể khẳng định, cái chết giữa thành đồ bàn của Chiêm Thành khiến vua Trần Duệ Tông trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị giết chết trên chiến trường. Việt sử toàn thư, viết sử thêm yêu nước.